Chào các em, thầy rất vui được đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Văn Định, giáo viên trường cho cơ sở Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Các em thân mến, ở các bài trước chúng ta đã được biết, sau chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, Pháp liên tiếp thất bại trên các chiến trường ở Đông Dương. Và cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn phản công và thắng lợi, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp oanh liệt mà gian khổ của quân và dân ta. Và đó cũng chính là nội dung bài học mà thầy và trò chúng ta thực hiện trong ngày hôm nay. Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là bài 27, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953-1954. Và nếu trong chương trình mô hình trường học mới thì các em sẽ học trong bài 23 Việt Nam trong những năm 1945-1954 ở mục 2.7, mục 3 và mục 4 La Mã. Ở nội dung bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 4 nội dung cơ bản. Thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất, kế hoạch Nava của Pháp Mỹ. Ở phần này trong sách giáo khoa ở kinh chữ, các em đã xem và chúng ta thấy trong phần kinh chữ viết rất rõ. Thì tháng ngày mùng 7 tháng 5 năm 1953, Pháp cử đại tướng Lava sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Các em chú ý đây chính là đại tướng Lava của Pháp, và tướng Lava được coi là một tướng dày dặn trong chiến trường. Và khi Pháp sang Đông Dương thì đã đề ra một kế hoạch mới có tên là kế hoạch Lava. Vậy thì với kế hoạch này chúng ta thấy là mục tiêu cũng như là các bước thực hiện của nó như thế nào. Thì các em chú ý ở nội dung thứ nhất về mục đích của kế hoạch. Thì Nava đã đưa ra kế hoạch nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, vì lúc này là Pháp đang thất bại rất là nặng nề trên các chiến trường. Và mục đích thứ hai là có thể chuyển bại thành thắng trong vòng 18 tháng và kết thúc chiến tranh trong danh dự. Đấy là mục đích. Vậy thì để thực hiện mục đích này thì chúng ta thấy được là Pháp sẽ thực hiện qua mấy bước, và chắc chắn các em đã có câu trả lời, đó chính là Pháp thực hiện kế hoạch này trong hai bước với nội dung. Bước 1, trong Thu Đông 1953 và Xuân 1954 thì giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc và tiến công chiến lược ở miền Nam. Sang bước thứ hai là từ Thu Đông 1954 thì chuyển lực lượng ra Bắc thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định và kết thúc chiến tranh. Thì đấy chính là hai cái bước ở trong kế hoạch Nava. Và để thực hiện kế hoạch này thì Pháp đã nhờ Mỹ viện trợ quân sự rất là nhiều, đặc biệt là tăng lực lượng quân đội ở miền Bắc lên đến 44 tiểu đoàn trong tổng số hơn 8 tiểu đoàn của toàn cõi Đông Dương. Vậy thì trước cái tình kế hoạch Nava của Pháp Mỹ như thế này thì Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã có chủ trương như thế nào? Thì thầy trò chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu tiếp mục thứ hai. Đó là cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến lược và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Ở trong mục này, thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần. Chúng ta đi ở phần thứ nhất là cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Vậy thì trước cái kế hoạch Nava của Pháp Mỹ, chúng ta thấy ở phần này theo yêu cầu giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta sẽ lập niên biểu cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Thế về việc lập niên biểu thì ở những tiết trước thì các em đã được các thầy cô hướng dẫn về cách lập niên biểu. Thì trước khi chúng ta lập niên biểu ở một sự kiện hoặc là một cuộc tiến công nào đó thì các em sẽ có hai phần. Một là chúng ta sẽ thực hiện ở phần một bên là thời gian và một bên là sự kiện. Thế thì để thực hiện ở phần này thì chúng ta, thầy giáo hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ đọc ở phần kinh chữ sách giáo khoa, và qua cái phần thầy giáo hướng dẫn một số chi tiết để chúng ta chọn những chi tiết tiêu biểu nhất để hình thành được cái niên biểu của cuộc tấn công Đông Xuân 1953-1954. Ở đây chính là cái hình số 52. Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Và ở trong cái bức ảnh này thì các em chú ý ở giữa người đang chỉ trên bản đồ đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía bên phải chính là Tổng Bí thư Trường Chinh, bên ngoài chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và ở bên trái đây chính là
Phó tướng Phạm Văn Đồng và đây chính là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thì đây là Bộ Chính trị đang họp bàn quyết định chủ trương tác chiến trong Đông Xuân 1953-1954. Và cái phương châm chiến lược của ta đưa ra đó là tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc và đánh chắc thắng. Đấy là chủ trương ta. Như vậy ở cái niên biểu này thì chúng ta có thể thấy được là sự kiện đầu tiên mà các em có thể hình thành và các bạn chắc chắn hình thành được vào trong vở của mình. Đó là tháng 9 năm 1953 thì Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến cho Đông Xuân 1953-1954. Như vậy thầy giáo có thể khái quát lại cho các bạn thấy đó chính là sau khi mà Pháp muốn thực hiện kế hoạch Nava, muốn co cụm tập trung ở miền Bắc thì với việc tác chiến Đông Xuân 1953-1954 của chúng ta thì chúng ta đã làm cho lực lượng của Pháp bị phân tán thành 5 địa điểm. Ở Đồng bằng Bắc Bộ là nơi tập trung quân thứ nhất, ở Điện Biên Phủ nơi tập trung quân thứ hai, ở Sê Nô của Lào là nơi tập trung quân thứ ba, ở Luông Pha Bang của Lào nơi tập trung quân thứ tư và ở Bắc Tây Nguyên là nơi tập trung quân thứ năm. Như vậy, với việc chúng ta đã đánh để Pháp phải phân tán lực lượng ra làm 5 vị trí thì có thể thấy cái bước đầu kế hoạch Nava của Pháp đã bị phá sản. Qua phần chúng ta vừa tìm hiểu thì các em đã có thể hình thành được vào trong vở của mình các cái sự kiện tiêu biểu tiếp theo của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Và các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có thể hình thành như ở trên bảng thầy giáo vừa mới khái quát. Và nếu bạn nào mà chưa hoàn thành được thì các em có thể chép vào, hoặc là không kịp thì các bạn có thể xem tiếp ở trên YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Yên, chúng ta sẽ thể hoàn thiện vào bảng niên biểu của mình. Vậy thì sau với cái chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 thì chúng ta tiếp tục mở một cuộc tổng tiến công cuối cùng, đó chính là chiến dịch Điện Biên Phủ. Vậy chiến dịch này diễn ra thế nào? Thầy mời các em chuyển sang tìm hiểu tiếp phần thứ hai là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954. Và như ở phần trước thì cũng theo yêu cầu giảm tải, chúng ta tìm hiểu chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cùng với việc lập niên biểu các sự kiện chính cho chiến dịch. Các em cũng căn cứ vào phần kênh chữ trong sách giáo khoa và thầy giáo sẽ hướng dẫn một số chi tiết tiêu biểu để các bạn sẽ hoàn thành bảng niên biểu của mình. Về niên biểu chúng ta làm như ở phần trước. Sau đây thầy giáo giới thiệu về lược đồ cứ điểm Điện Biên Phủ. Các em chú ý, đấy chính là vị trí Điện Biên Phủ ở trên bản đồ. Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn nằm ở phía tây vùng núi rừng Tây Bắc nước ta. Thung lũng này có chiều rộng khoảng 8 km, chiều dài khoảng 18 km, nằm gần biên giới Việt-Lào trên một ngã ba của nhiều tuyến đường quan trọng. Xung quanh thung lũng là một vùng núi rừng trùng điệp bao bọc. Được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 16.200 quân, gồm 49 cứ điểm chia làm 3 phân khu. Các em chú ý lên trên đồ. Đó là phân khu trung tâm với các cứ điểm và sân bay Mường Thanh. Phân khu Bắc với cứ điểm Đồi Độc Lập và Bản Kéo. Và phân khu Nam với cứ điểm là Bản Hồng Cúm và sân bay Hồng Cúm. Đấy là 3 phân khu. Và Nava cũng như các tướng lĩnh của Pháp đã đánh giá là Điện Biên Phủ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Thì sau khi mà xây dựng thành xong cứ điểm Điện Biên Phủ thì Pháp chính thức tuyên chiến với ta ở tại Điện Biên Phủ. Vậy thì khi Pháp chính thức tuyên chiến với ta ở tại Biên Phủ ngày mùng 3 tháng 12 năm 1953 thì Trung ương Đảng và Chính phủ có chủ trương gì? Thì thầy mời các em xem tiếp cho thầy giáo. Đây chính là bức ảnh đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Các em nhìn trong bức ảnh, người ngồi trên bản đồ mà chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đây chính là Tổng Bí thư Trường Chinh. Và người đang phát biểu và chỉ trên bản đồ đây chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và phía bên ngoài này chính là tướng Phạm Văn Đồng. Thì Bộ Chính trị đã họp và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì các em chú ý, và trong chiến dịch này thì Trung ương Đảng cũng như Bác Hồ chính thức giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổng chỉ huy toàn bộ chiến dịch. Và cái mục tiêu của chiến dịch đó là tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc và tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào. Đấy là như vậy, chúng ta đã có thể hình thành nên được cái sự kiện đầu tiên cho niên biểu, đó chính là đầu tháng 12 năm 1953.
thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Vậy thì sau khi Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Biên Phủ thì chúng ta đã có sự chuẩn bị rất là chu đáo để tiến hành chiến dịch. Các em có thể chú ý các bức ảnh. Đây chính là hình ảnh chúng ta phải kéo pháo vào trận địa. Và cái việc kéo pháo lại là hết sức gian khổ, bởi vì là xung quanh Điện Biên Phủ là toàn núi che chở và chúng ta phải kéo pháo ngược qua các đỉnh núi để vào đến Điện Biên Phủ. Đó chính là việc chúng ta phải nằm cầu vào trận địa, mà bằng cầu lại phải bắc qua các con sông. Đó là việc chúng ta phải xẻ núi mở đường để ra mặt trận. Và đó là việc chúng ta không thể dùng các cái ô tô hoặc các loại phương tiện hiện đại được, mà buộc phải dùng xe thồ để chuyển lương thực, thuốc men vào trận địa bởi vì cái đường núi mòn. Thì sau khi chúng ta đã chuẩn bị chú đáo thì chúng ta đã tiến hành. Các em chú ý, thầy giáo giới thiệu nhanh về cái diễn biến của chiến dịch. Thì đây chính là sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với 3 phân khu trung tâm, phân khu Bắc và phân khu Nam. Thì chúng ta chú ý ở đây, cái mũi tên đỏ mà có màu trắng đây là tấn công đợt 1, mũi tên đỏ mà trong hình nhỏ màu vàng là đợt tấn công đợt 2 và mũi tên đỏ là tấn công đợt 3. Thế thì chúng ta chú ý là trong chiến dịch này chúng ta đánh Pháp 3 đợt. Đợt 1, từ ngày 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 1954, ta tấn công tiêu diệt cứ điểm Him Nam và toàn bộ phân khu Bắc. Thì các em chú ý, chúng ta tấn công tiêu diệt cứ điểm Him Nam và toàn bộ phân khu Bắc. Sang đợt 2 là từ 30 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 1954, thì ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm. Thì đây chính là ta tiêu diệt các cứ điểm ở phía đông phân khu trung tâm. Sang đợt 3, từ mùng 1 tháng 5 đến mùng 7 tháng 5 1954, ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. Các em chú ý. Và chúng ta thấy một cái sự kiện chúng ta cần lưu ý, đó là đúng 17 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 5 1954 thì tướng Đờ Cát cùng toàn bộ ban tham mưu của địch ra đầu hàng và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Thì đấy là một số cái sự kiện tiêu biểu mà thầy muốn khái quát với các em. Và để các em hiểu rõ hơn thì chúng ta chú ý cho thầy giáo một cái đoạn clip ngắn để chúng ta củng cố sao. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã thông qua phương án chiến dịch Điện Biên Phủ, chấp nhận cuộc chiến đấu trận địa đầu tiên. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch. Đây là một trận quyết chiến lịch sử nên được cả hai bên chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo. Lần đầu quân đội ta đã sử dụng đến hàng trung đoàn trọng pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly. Nhưng quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời vị đại tướng tổng tư lệnh lúc đó mới 44 tuổi là kéo pháo vào lại kéo pháo ra, có nghĩa là chuyển từ phương án chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc thắng tiến chắc. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Thực dân Pháp đã đưa vào đây 16.200 quân gồm 17 tiểu đoàn, 12 đại đội bộ binh, 3 tiểu đoàn trọng pháo 105 và 155 ly, 2 tiểu đoàn công binh, 2 đại đội xe tăng M24. Rồi dần ra, dây thép gai và trận địa được củng cố vững chãi, đã xòe ra như một con nhím thép khổng lồ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta được lệnh nổ súng tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Suốt 55 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn đen, mà gan không núng, trí không mòn, đã làm nên một thiên sử vàng cho dân tộc ta. Qua 3 giai đoạn tiến công, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, pháo đài thép không thể bị chiến bại, đã bị đập nát và tiêu diệt toàn bộ. Tướng De Castri cùng bộ tham mưu phải đầu hàng. Cách mạng thành công tuy đã 8 năm nhưng cũng đã gần 3.000 ngày đêm, đất nước không hề ngớt tiếng súng xâm lược. Kế hoạch Nava của quân Viễn Chinh bị đảo lộn, thế bị động của địch đã lộ rõ. Chúng liền nhảy dù vào thung lũng Điện Biên Phủ cách xa căn cứ, hòng tiêu diệt lớn quân chủ lực ta và bảo vệ cho chế độ tay sai Lào. Nhưng điểm hẹn lịch sử đã được định đoạt. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc chiến lược Đông Xuân 53-54 của đại tướng Nava, xoay chuyển mau lẹ cục diện chiến tranh, tác động mạnh đến chính sách xâm lược ở chính quốc, tạo đà và thế cho thắng lợi ngoại giao của ta. Như vậy các em thấy là sau 56 ngày đêm khuét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt,
máu trộn bùn non, nhưng gan không núng, trí không ngòn. Và để 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Để Mường Thanh hồng cúm him lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Toàn thắng đã về ta vào 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954. Qua phần chúng ta vừa xem đoạn clip cũng như tìm hiểu, chắc chắn các em đã hình thành cho mình được và đã hoàn thành cho mình được liên biểu các sự kiện chính của chiến dịch. Các em chú ý, đây chính là cái bức ảnh biểu tượng cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và đây chính là hình ảnh bộ đội ta kéo lá cờ chiến thắng trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát. Và để có cái thắng lợi đó thì có rất nhiều các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta có thể kể đó chính là anh hùng Tô Vĩnh Diện đã quyết định lấy chèn thân mình cứu pháo khi mà kéo pháo qua trận địa. Đó là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai khi mà bộ đội chúng ta tiến đánh các cứ điểm ở Điện Biên Phủ. Đó chính là anh hùng Bế Văn Đàn lấy vai mình làm giá súng cho đồng đội tiếp tục đánh địch. Và chúng ta cũng rất tự hào, đó chính là anh hùng Hoàng Đăng Vinh, chiến sĩ bắt sống tướng Đờ Cát chiều 7 tháng 5 1954. Và nếu như các em ở Hưng Yên chúng ta đã biết, đặc biệt là các em ở huyện Phù Cừ, chúng ta thấy là chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh khi mà bắt sống tướng Đờ Cát lúc đó mới 19 tuổi, quê ở Phù Cừ, Hưng Yên chúng ta, người bắt sống và được Bác Hồ trực tiếp gắn huy hiệu chiến sĩ Điện Biên vào năm 1954. Thì chúng ta tự hào với quê hương. Vậy thì qua cái phần chúng ta tìm hiểu thì các em đã lập được cái niên biểu chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Và trên bảng chính là cái phần mà thầy vừa lập. Đặc biệt các em chú ý cho thầy giáo, trong niên biểu 3 trận này thì đặc biệt nhớ cái thời khắc lịch sử, đó là 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 1954, chiến dịch chúng ta toàn thắng. Và hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng 5 lịch sử, thì chúng ta thấy cái sự kiện 7 tháng 5 1954 sẽ sống mãi trong lịch sử dân tộc chúng ta. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nó có tác động rất lớn đối với mặt trận ngoại giao của chúng ta. Vậy thì khi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi thì đã quyết định đến việc chúng ta ký được một hiệp định để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thầy mời các em chúng ta chuyển sang tìm hiểu phần tiếp theo, phần 3 La Mã, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 1954. Ở phần này, các em chú ý, theo yêu cầu giảm tải của Bộ, thì phần hoàn cảnh lịch sử cũng như tiến trình của hội nghị, các em sẽ đọc thêm trong sách giáo khoa ở phần kinh chữ. Thầy chỉ lưu ý các em, giới thiệu các em một số điểm, đó là sau khi chúng ta đang thắng địch ở trong chiến cuộc Đông Xuân, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có mở một trận ngoại giao là nếu Pháp muốn kết thúc chiến tranh trong hòa bình thì có thể ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng với thái độ ngoan cố thì Pháp nhất định không chịu ngồi vào bàn đàm phán. Và phải đến khi mà chiều ngày 7 tháng 5 1954, khi chúng ta bắt sống tướng Đờ Cát ở tại Điện Biên Phủ, thì ngay sau đó sáng ngày 8 tháng 5 1954, Pháp mới ngồi vào bàn đàm phán. Các em chú ý, đây chính là bức ảnh khai mạc hội nghị Geneva vào ngày 8 tháng 5 1954. Toàn cảnh hội nghị. Và đây chính là hình ảnh đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn ở trong hội nghị. Và sau một thời gian đàm phán thì chúng ta thấy là hội nghị đã đi đến chính thức được ký kết. Và các em chú ý, đó là hiệp định được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954. Thế thì với nội dung này thì chúng ta cần tìm hiểu cho giáo, đó là nội dung của hội nghị là những gì và ý nghĩa lịch sử của nó ra sao. Thầy mời các em chuyển sang tìm hiểu phần thứ hai, nội dung của hiệp định. Về nội dung hiệp định thì sách giáo khoa đã viết rất rõ với các em. Đây thầy phân tích các bạn bốn ý cơ bản để các em cùng tìm hiểu và chúng ta khắc sâu. Nội dung thứ nhất ở hiệp định Geneva, đó là các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thì cái này chính là một cái bước tiến rất lớn trên mặt trận ngoại giao của chúng ta, bởi vì Pháp đã đồng ý và ký vào hiệp định quốc tế để công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cho ba nước Đông Dương. Nội dung thứ hai của hiệp định, đó là hai bên tham chiến, đó là lực lượng kháng chiến của các nước Đông Dương và lực lượng quân xâm lược Pháp phải ngừng bắn và lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương. Nội dung thứ ba
là hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển tập kết quân đội ở hai vùng, quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội Pháp thì tập kết ở hai miền Bắc và miền Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. Các em chú ý. Và cái nội dung thứ tư của hiệp định đó là Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế. Vậy thì hiệp định được ký kết nó có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với đất nước ta và đối với ba nước Đông Dương? Các em sang phần thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa lịch sử. Ở phần này thì các em chú ý cho thầy giáo, nội dung thứ nhất đó là hiệp định đã chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Việc ký hiệp định nó có ý nghĩa quan trọng là nếu như chúng ta mới chỉ đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ, nhưng nếu chưa có hiệp định được ký kết thì cái việc lập lại hòa bình Đông Dương là chưa có. Và cái ý nghĩa đầu tiên đó là khi hiệp định được ký kết thì đã chấm dứt được chiến tranh, lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương. Ý nghĩa thứ hai đó là hiệp định là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương. Thì chúng ta sau khi giành được độc lập và Bác Hồ chúng ta tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhưng lúc này thì Pháp vẫn chưa công nhận, và phải đến thời điểm này thì Pháp mới đặt bút ký vào một cái văn bản pháp lý quốc tế. Và không chỉ có Pháp, lại có cả Trung Quốc, cả Liên Xô và cả Mỹ cùng ký vào văn bản đó. Ý nghĩa thứ ba, hiệp định này buộc thực dân Pháp phải rút hết quân về nước, âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh của Pháp-Mỹ bị thất bại. Bởi vì với cái việc đưa tướng Lava và thực hiện kế hoạch Lava thì Mỹ đã nhảy vào và muốn là kéo dài chiến tranh trên đất nước ta. Nhưng với hiệp định này được ký kết thì cái âm mưu đó đã bị thất bại. Ý nghĩa thứ tư, với hiệp định Geneva, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng và chuyển sang một giai đoạn cách mạng mới, đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bốn La Mã, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Ở đây các em chú ý, cuộc kháng chiến Pháp chúng ta chính thức nổ ra là năm 1946, khi mà Bác Hồ chúng ta ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12. Nhưng thực tế thì chúng ta phải đánh Pháp từ năm 1945, thì chắc chắn là các em đã học bài trước rồi và các em đã trả lời được cho thầy câu hỏi đó. Đó chính là ngày 23 tháng 9 năm 1945, sau có 21 ngày độc lập thì Pháp đã đem quân xâm lược lại Việt Nam và đánh vào Nam Kỳ. Các em chú ý như vậy, cho nên chúng ta chú ý là cái mốc sự kiện 1945 là như thế. Ở phần thứ nhất về ý nghĩa lịch sử, ở đây thầy muốn khái quát với các em ở mấy nội dung sau. Thứ nhất là ý nghĩa đối với trong nước. Vậy thì cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc nó có ý nghĩa gì đối với nước ta? Và chúng ta đặt ra câu hỏi như vậy thì chúng ta thấy là cuộc kháng chiến này thắng lợi đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân Pháp trong một gần thế kỷ trên đất nước ta, gần một thế kỷ trên đất nước ta. Bởi vì chúng ta thấy là thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược nước ta từ năm 1858 và đến kết thúc năm 1954 thì chúng ta thấy là ngót một thế kỷ. Ý nghĩa thứ hai đó là miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng và chúng ta chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa để tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Thì các em thấy là ngày 3 tháng 2 năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong cương lĩnh chính trị đầu tiên thì Bác đã viết đó là chúng ta trải qua hai giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thì lúc này với việc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp thì nước miền Bắc chúng ta được hoàn toàn giải phóng và ta chuyển sang giai đoạn cách mạng thứ hai, đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì ý nghĩa đối với quốc tế như thế nào? Thì chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đối với quốc tế. Thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp nó có ý nghĩa rất quan trọng, đó là nó giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng. Và Pháp là một cái quốc gia mà có thể nói là một nước có nhiều thuộc địa. Thì với việc chúng ta đã thắng Pháp và Pháp ký hiệp định là việc chúng ta đã chặn đứt được cái âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc và làm tan rã hệ thống thuộc địa. Thứ hai là nó cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Với việc chúng ta đánh thắng Pháp năm 1954 thì chúng ta thấy một loạt các nước sau này đã vùng lên đấu tranh, và tiêu biểu như chúng ta đã tìm hiểu ở học kỳ 1 với phong trào đấu tranh dân tộc, ví dụ như năm 1959 đó là Cuba giành thắng lợi, đó là năm 1960 với 17 nước châu Phi giành độc lập, vân vân. Thì chúng ta thấy là thắng lợi này nó đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng trên thế giới. Thì đấy chính là ý nghĩa lịch sử các em cần nhớ
đối với trong nước và đối với quốc tế của cuộc kháng chiến chống Pháp. Vậy thì để làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến này thì nó có những nguyên nhân nào? Thì thầy mời các em cùng tìm hiểu tiếp mục thứ hai, đó là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ở bài Cách mạng tháng 8 thì các thầy đã hướng dẫn các em tìm hiểu về nguyên nhân chủ quan cũng như nguyên khách quan cho thắng lợi của Cách mạng tháng 8. Thì ở bài này chúng ta cũng tìm hiểu với nguyên nhân thắng lợi chủ quan khách quan đó. Thì chắc chắn là các em đã chỉ ra được nguyên nhân chủ quan và khách quan, và các em nhìn lên để thầy giáo khái quát. Thứ nhất là nguyên nhân chủ quan. Điều đầu tiên chúng ta khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến Pháp đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với cái đường lối chính trị và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Thì ngay sau khi chúng ta tuyên chiến với Pháp thì chúng ta đã đưa ra cái đường lối kháng chiến rất rõ, đó là trường kỳ kháng chiến, đó là cái cuộc kháng chiến mà chúng ta thấy là phải tự lực cánh sinh, đó là cuộc kháng chiến chúng ta phải lâu dài, bền bỉ. Và cái đường lối này nó rất đúng đắn, rất sáng tạo, và chúng ta càng đánh chúng ta càng trưởng thành và thắng lợi. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cái nguyên nhân thứ hai chúng ta thấy là cuộc kháng chiến thắng lợi là chúng ta được tiến hành trong điều kiện rất thuận lợi. Điều kiện thứ nhất là chúng ta có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước. Bởi vì chúng ta thấy là sau khi giành được độc lập thì ngày 6 tháng 1 năm 1946 chúng ta đã có cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước và thành lập được chính quyền nhân dân ở các cấp trên cả nước. Nên chúng ta có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước. Thứ hai, chúng ta có mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng. Thì năm 1941 chúng ta thành lập mặt trận Việt Minh, sau đó chúng ta thành lập tiếp mặt trận Liên Việt, và sau này chúng ta thống nhất hai mặt trận, đó là mặt trận Việt Minh với Liên Việt thành mặt trận Liên Việt. Và chính mặt trận này đã tập hợp đoàn kết toàn dân chúng ta cùng đánh Pháp. Và sau này thì chúng ta thấy đến hôm nay, nhưng các bạn thầy đặt ra là vậy thì mặt trận Liên Việt còn không? Thì chúng ta thấy là tên là mặt trận Liên Việt không còn, nhưng thực tế đó chính là mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà chúng ta thấy hiện nay vẫn còn và tập hợp đoàn kết toàn dân. Và đặc biệt trong cái công cuộc mà chúng ta đang chống phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta thấy mặt trận Tổ quốc các cấp, trong đó mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động toàn dân chúng ta cùng phòng chống dịch. Thì đấy chính là cái yếu tố thứ ba. Yếu tố tiếp là lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh. Chúng ta thấy là chúng ta có lực lượng vũ trang từ một đội du kích nhỏ năm 1941 đến đội cứu quốc quân, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944, và sau này phát triển thành quân đội anh hùng của chúng ta đã đánh thắng Pháp. Và lực lượng vũ trang của chúng ta có cả ba thứ quân, đó là bộ đội chính quy, bộ đội địa phương và cả dân quân du kích. Các em chú ý vậy. Và đặc biệt yếu tố thứ tư để làm nên thắng lợi đó là có hậu phương rộng lớn vững chắc. Thì chúng ta có cả một cái hậu phương rất rộng lớn vững chắc, và tất cả những yếu tố này đã tạo nên cái thắng lợi của cuộc kháng chiến. Thì đấy là nguyên nhân chủ quan. Vậy thì cái nguyên nhân khách quan từ bên ngoài như thế nào để dẫn đến thắng lợi của kháng chiến? Thì ở đây chúng ta thấy khách quan tức là từ phía bên ngoài, và chúng ta thấy cuộc kháng chiến của chúng ta có cái yếu tố đầu tiên đó là sự đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương. Ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia cùng một kẻ thù chung, đó là đánh Pháp. Cho nên cả ba nước đã thành lập nên một cái mặt trận đoàn kết để cùng đánh Pháp. Và chính mặt trận này đã phối hợp để chúng ta đánh thắng Pháp sau này. Và cái nguyên nhân khách quan thứ hai đó là sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, của Liên Xô và các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới. Trong đó ngay cả những người dân Pháp tiến bộ yêu chuộng hòa bình, người ta cũng đấu tranh để ủng hộ cái cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Để chúng ta củng cố thêm bài thì thầy có phần luyện tập, mời các em chúng ta tìm lại. Cõi thứ nhất, kế hoạch Nava nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương được thực hiện trong thời gian. Đáp án A, 8 tháng. Đáp án B, 12 tháng. Đáp án C, 18 tháng. Và đáp án D, 24 tháng. Và đương nhiên đáp án chính xác ở đây chính là đáp án C, 18 tháng. Chúng ta câu hỏi thứ hai. Trong các nội dung sau, nội dung nào không có trong Hiệp định Geneva? A, Hiệp định công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương. B, Hiệp định quy định ngừng bắn, thời gian chuyển giao quân sự tập kết theo giới tuyến tạm thời là vĩ tuyến 17. C, ngày 20 tháng 7, 1956, Việt Nam sẽ tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất nước Việt Nam. Và đáp án D, để cho nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình. Thì trong bốn đáp án này thì các bạn đã chọn được đáp án của mình chưa nhỉ? À, chắc chắn các em đã tìm được đáp án đúng của mình khi đối chiếu lại đối với nội dung hiệp định, đó chính là đáp án D. Các em chú ý
là với cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thì Đảng ta đã từng khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chúng ta tìm hiểu bài ngày hôm nay để chúng ta tự hào hơn với trang sử truyền thống hào hùng của dân tộc, để góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước. Và thầy chúc các em sẽ học tập thành công. Chào các em, và các em chú ý về nhà chúng ta học bài, hoàn thành bài tập, tìm đọc cho thầy các bài viết, xem các thước phim tài liệu về các anh hùng trong kháng chiến chống Pháp và chuẩn bị tiếp bài 28 xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam 1954-1965. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học tập tốt. Xin thân ái chào các em.